Bữa mà ngày đầu tiên chị còn nhảy luôn đó à, còn nhảy luôn à. Làm Mipo xong cũng nhảy được, có tin được không? Nhưng mà không dùng cái phương pháp này thì có uống thuốc hoặc tập thể dục nó cũng không thể nào đánh bay cái liệu trình giảm cân mà bằng máy. À, đánh tan mỡ đúng không? Thì làm được đúng thì đó chị nói rồi đó, dạ, vâng. Không hết. Không ra được khoảng bao nhiêu lít mỡ nhỉ? 2 lít 4 5 tích chữ dạ, năm đám bụng trước của chị khách hàng của ta này. Cả nhà có thể thấy rõ được là cái khối lượng mỡ thừa nó tập trung rất là nhiều. Cái đồ mà nằm mà body đẹp á, mua xong mặc vô cái thấy lồi cục bụng. À, không mặc được. Mà tập thể dục hoài nó không có xuống. À, không, dạ. Tập chỉ uống thuốc đủ thứ đó. Dạ. Dạ, cho nên là chị nói, với lại bạn chị cũng làm ở đây rồi. Rồi. À, nó về bệnh nó nói, trời chị ơi, qua làm đi thần tiên lắm, chị ngủ là chị nhảy bụng chứ còn chút xíu. Dạ, nhẹ. Chị mới về chị làm luôn. À, khi mà chị trải nghiệm cái dịch vụ ở bên em này thì chị có cảm thấy đau đớn gì nhiều không chị? Đó, nó không có đau. Cái bữa mà ngày đầu tiên chị còn nhảy luôn đó. À, còn nhảy luôn à. Cái chị khách nằm cùng phòng, chị hỏi có đau không đó, chị muốn em nhảy. Chị coi nhỉ? À, dạ vâng. Nó hơi khó chịu thôi. Dạ vâng, lúc đầu thì mình sẽ nịt thì nịt bằng cái đai nó hơi chặt. Thì mình sẽ cảm thấy nó hơi khó chịu, nhưng mà dần dần thì sau thì mình sẽ quen. Dạ vâng. Đó, thì như cả nhà có thể thấy thuốc giảm đau chị còn không uống. Không. Nhấn thử đi. Chỉ còn cơ thôi. Những cái thớ cơ của mình thôi. Chọn Lipo Ultra sao? Có eo thon nhẹ nhàng.